Đây là một câu chuyện có thật. Năm 1933, thời kỳ kinh tế nước Mỹ suy thoái, nhà vô địch quyền Anh chán nản lần nữa trở lại đấu trường vì người thân. Tham gia từng trận đấu đẫm máu, kỳ tích của anh đấy từng cổ vũ vô số người rơi vào tuyệt vọng bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu như bạn đang cảm thấy bế tắc với cuộc sống, vậy thì bạn hãy kiên nhẫn xem hết câu chuyện của nhà vô địch quyền Anh này. Ở thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của Doc vô cùng xa hoa, thành tích thắng toàn bộ 21 trận, trong đó có 16 trận hạ knockout đối thủ. Điều này khiến anh ngay lập tức được mọi người vây quanh. Vào những năm nghèo khó đó, Doc được mọi người gọi là bò tót của giới quyền Anh. Bất kỳ trận đấu nào cũng được $3,500. Anh ấy và người thân sống ở một căn biệt thự xa hoa. Trên bàn bày đủ thứ đồ xa xỉ đắt đỏ, nhưng rất nhanh kinh tế suy thoái đã cướp đi mọi thứ của anh. Cuối cùng món đồ xa xỉ lại trở thành chiếc răng giả. Căn biệt thự cũng biến thành căn nhà nhỏ cũ nát. Doc bây giờ đã là bố của 3 đứa trẻ, nhưng người nhà anh mỗi ngày đến cả cơm cũng ăn không no. Anh không có tiền mua sữa cho con, người vợ đổ nước vào lọ sữa. Doc quyết định hôm nay sẽ ra cảng để thử vận may. Người vợ đã chuẩn bị sẵn cho anh một lát xăm bông, nhưng anh lại nói tối hôm qua mơ ăn một miếng bò bít tết to, bây giờ cầm cái gì cũng không ăn nổi. Nói rồi liền đưa miếng xăm bông cho con gái. Người vợ rất đau lòng, nhưng lại phải đành chịu trước hoàn cảnh hiện tại. Sau đó Doc phải đi bộ mấy tiếng mới đến bến cảng, nhưng mọi người đã tụ tập đông đúc ở đây từ sớm để lấp đầy những chiếc bụng đói cồn cao. Khó khăn lắm mới được quản đốc đến. Ông ấy lại nói hôm nay chỉ tuyển 9 công nhân thời vụ, cuối cùng chọn ra 9 người may mắn. Mặc dù công việc ở bến cảng cực kỳ vất vả, nhưng ít nhất thì số tiền hôm nay họ kiếm được có thể lấp đầy chiếc bụng đói của cả gia đình. Đáng tiếc Doc không được chọn, anh chỉ đành cuốc bộ mấy tiếng trở về nhà. Nhưng sau khi về đến nhà, anh lại phát hiện đứa con trai cả đã lấy trộm một miếng thịt hun khói to ở cửa hàng thịt. Vợ anh đã chất vấn một lúc lâu, nhưng cậu bé vẫn không chịu nói. Doc thấy vậy liền bảo cậu bé cầm miếng thịt hun khói đưa cậu bé đến tiệm thịt để trả. Trên đường về nhà, Doc nói với con trai, hiện tại hoàn cảnh nhà chúng ta đúng là rất khó khăn, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không được trộm đồ của người khác. Buổi tối Doc đến thi đấu quyền Anh. Trận trước đó tay phải của anh đã bị gãy xương, nhưng bây giờ để nuôi cả nhà, anh buộc phải giấu vết thương đến tham gia thi đấu. Bởi vì cho dù thắng hay thua, anh cũng có thể mang $50 về nhà giải quyết tình thế cấp bách này. Nào ngờ, đối thủ lần này không những trẻ, mà còn khỏe hơn những đối thủ trước đó. Tay phải của Doc vốn dĩ là vũ khí duy nhất của anh, nhưng bây giờ lại không thể phát huy năng lực trong trận đấu. Doc xuống phong độ khiến khán giả vô cùng bất mãn. Mọi người mắng chửi anh, thậm chí còn ném rác về phía anh. Đối với Doc thì điều đó đương nhiên là sự sỉ nhục. Trong lúc tức giận, anh đưa nắm đấm tay phải ra, kết quả khiến cho xương tay phải anh lại gãy nặng hơn. Trọng tài lập tức tiến lên trước kết thúc trận đấu. Ông chủ cực kỳ không hài lòng với những gì Doc đã thể hiện. Ông không chịu đưa tiền thù lao cho Doc, còn gỡ bỏ giấy phép quyền Anh của anh. Doc khổ sở cầu xin, anh nói tôi từng lập công lớn cho ông, giúp ông kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa cả nhà tôi đều đang trông chờ vào số tiền này. Tôi đã bán sức, tối nay tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không phải lúc nào tôi cũng thua trận, sau này tôi cũng sẽ không để thua liên tục. Tôi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Về nhà đi, tôi còn có thể chiến đấu. Về nhà với các con của anh đi. Về nhà ư, mang cái gì về nhà đây? Mang cánh tay bị gãy của tôi về sao? Ông chủ lên xe rồi đi, còn Doc chỉ đành mang cánh tay gãy thất vọng về nhà. Bây giờ anh không còn bất kỳ giá trị nào, không kiếm được thì anh sẽ không thể trả tiền điện và tiền khí đốt. Hơn nữa tiệm tạp hóa cũng không chịu cho họ ghi nợ nữa. Đến bến cảng thử vận may là tia hy vọng duy nhất để sống tiếp. Doc bảo vợ bôi đen cánh tay của anh bằng xi đánh giày. Cứ như vậy lúc đi làm, người khác sẽ không biết anh bị thương. Bến cảng vẫn đông nghịt người. Quản đốc nói hôm nay chỉ tuyển 5 công nhân thời vụ. Ánh mắt của Doc vô cùng khao khát. May mà lần này anh rất may mắn, thành công giành được cơ hội làm việc ngày hôm nay. Anh ấy nén cơn đau làm việc cật lực hơn những người khác, nhưng không cẩn thận vẫn bị cộng sự phát hiện. Này, sao tay đó của anh không làm việc thế? Anh không thể làm chậm tiến độ của tôi cần công việc này. Tôi cũng cần công việc này. Mấy ngày sau thợ điện đến cắt điện nhà họ. Hóa ra 4 tháng rồi họ chưa nộp tiền điện. Bây giờ lại đang vào lúc đông lạnh, cắt điện rồi họ chỉ có thể dùng nến, không có hơi ấm họ liền lén dỡ hàng rào làm củi đốt. Nhưng cho dù như thế, con trai út của họ vẫn bị cảm vì quá lạnh. Cả nhà Doc hoàn toàn rơi vào bước đường cùng. Vợ anh không dám chút bỏ cảm xúc trước mặt con cái. Cô ấy nhanh chóng chạy ra ngoài trốn vào một góc, sau đó bật khóc sướt mướt. Họ không biết có thể trụ qua mùa đông này không. Hết cách, Doc chỉ đành đến trạm cứu trợ nhận tiền cứu trợ. Trước đó anh kiêu ngạo, chưa từng nhận bố thí của ai. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Doc nhận $19 rồi cúi đầu đi. Nhưng chút tiền này cũng không đủ nộp tiền điện. Trên đường về nhà anh còn đang buồn rầu vì kiếm kế sinh nhai. Con nhà nghèo ăn mặc mỏng manh, đang hứng từng giọt nước chảy ra từ trụ nước chữa cháy. Con của nhà giàu lại cầm cây kẹo to ra vào khách sạch hào nhoáng. Khoảnh khắc này Doc cuối cùng cũng nhận ra tôn nghiêm không có chút ý nghĩa gì trước sự sinh tồn. Anh quay người đến hiệp hội quyền Anh. Ở đây có người từng là bạn anh, còn có ông chủ cũ của anh. Doc vứt bỏ tôn nghiêm kể về hoàn cảnh của mình. Anh nói tôi không trả nổi tiền điện, bến cảng cũng luôn cắt giảm nhân công,
Tôi đã bán hết tất cả mọi thứ. Ban nãy tôi còn đi nhận tiền cứu trợ, nhưng nó cũng không thể giúp tôi sống. Các người hiểu tôi mà. Nếu tôi còn nơi nào có thể xin giúp đỡ, tôi sẽ không đến đây. Nếu các người giúp tôi qua ải này, tôi thật sự rất cảm kích. Nghe đến đây, nhiều người lần lượt rút tiền lẻ ra bỏ vào mũ của Doc. Nhưng cũng có người thờ ơ với anh. Ông chủ cũ cũng đưa anh mấy đồng tiền xu. Người từng là nhà vô địch quyền Anh một thời, bây giờ lại thảm hại như một con chó vẫy đuôi mong được thương xót. Người đàn ông này là quản lý cũ của Doc, cũng là anh em chí cốt lâu năm của anh. Khi Doc đến trước mặt anh ấy, nước mắt anh cứ thế tuôn rơi. Vì gia đình anh có thể vứt bỏ sĩ diện, bố thí cũng được, chê cười cũng được, chỉ cần có thể giúp anh và gia đình qua được ải này, anh đều có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, đã đến mùa hạ năm sau. Hôm ấy quản lý cũ đột nhiên đến tìm Doc, nói giúp anh giành được một trận đấu quyền Anh. Nhưng Doc lại tưởng rằng anh ấy đang đùa, bởi vì không có giấy phép quyền Anh, hiệp hội quyền Anh sẽ không đồng ý cho anh thi đấu. Quản lý nói lần này là trường hợp đặc biệt, trận đấu sẽ bắt đầu vào tối mai, đối thủ là tuyển thủ hạng nặng thứ hai thế giới. Nhưng đối thủ ban đầu của anh đã không may bị thương, cho nên bây giờ hiệp hội quyền Anh cần tìm gấp một người khác. Chỉ cần anh thi đấu thì sẽ được nhận $250. Doc nghe xong liền đồng ý, anh ấy cần số tiền này hơn bất cứ lúc nào. Tối hôm sau, Doc với chiếc bụng đói lên sàn thi đấu. Đối thủ thân hình vạm vỡ, ánh mắt hình viên đạn, nhưng Doc lại bình thản, bởi vì cho dù kết quả trận đấu có ra sao, anh ấy cũng sẽ nhận được $250. Trận đấu chính thức bắt đầu. Doc đã không tập luyện 9 tháng nên anh vô cùng cẩn trọng. Nhưng á quân thế giới cứ xông lên liên tục không cho anh cơ hội. Đối phương ấn anh vào một góc đấm liên hồi, khiến anh ngã xuống đất. Sau đó Doc đối mặt với tuyển thủ, chỉ cần bò như này đợi đến lúc trận đấu kết thúc, anh sẽ có thể ôm tiền về nhà. Nhưng khi anh thấy quản lý không ngừng cổ vũ mình, ý chí chiến đấu ngày trước bỗng bùng lên. Anh đứng dậy bắt đầu phản công, đấm liên tục vào mặt á quân thế giới. Đối phương tấn công liên tiếp vào vết thương của anh, nhưng cơn đau lại khiến anh chiến đấu ngày một hăng sức hơn. Khán giả cũng phải bùng nổ cảm xúc, vì bò tót giới quyền Anh đã quay trở lại. Cho dù là á quân thế giới cũng phải chịu đòn trước anh. Doc lúc này như người đi báo thù, anh trút toàn bộ sự bất công mà mình phải chịu đựng trong một năm lên người đối thủ. Á quân thế giới cạn kiệt sức lực, trọng tài liền tiến lên phía trước kết thúc trận đấu. Kết quả vừa kéo Doc ra, đối phương đã mất ý thức ngã xuống. Ngay lập tức cả khán phòng đều bùng nổ. Tuyển thủ từng xa suốt này đã đánh bại á quân thế giới. Trận đấu này có thể coi là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Quản lý kích động đến nỗi không thể khống chế được cảm xúc. Các phóng viên ào ào tới chụp hình truyền thông. Buổi tối Doc về đến nhà, cuối cùng sau một thời gian dài cũng có thể ăn một bữa thịnh soạn với gia đình. Nhưng hôm sau anh vẫn đến bến cảng như mọi khi, nhưng anh không cần phải cầu may mắn như trước. Quản đốc vừa nhìn thấy anh liền gọi tên anh, sau đó hỏi Doc, người đàn ông đánh bại á quân thế giới, sao lại phải chọn công việc khổ cực như này? Hóa ra anh không những trả hết nợ, mà còn trả hết số tiền đã nhận được cho trạm cứu trợ. Làm xong hết những việc này, anh chỉ còn đúng $5. Cùng lúc đó, quản lý cũng cố gắng thuyết phục ông chủ, hy vọng ông có thể cho Doc quay lại giới quyền Anh. Nói suy cho cùng, đối với người kinh doanh, lợi ích luôn là thứ quan trọng nhất. Ông chủ liền đồng ý. Doc cũng vô cùng trân trọng cơ hội này, ngày nào anh cũng tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Doc từng luôn thất bại trước những người da đen, nhưng bây giờ anh đã khác xưa, chưa được mấy hiệp đã nhẹ nhàng hạ knock out đối thủ người da đen. Đối thủ tiếp theo cao to vạm vỡ, có sở trường áp sát đấu tay đôi. Doc rất nhanh đã bị đối thủ đánh gãy mấy cái xương, nhưng anh vẫn cắn răng tiếp tục đánh đấm điên cuồng. Nhưng đối thủ trẻ khỏe hơn anh, đấm mạnh một cú liền đấm văng miếng bảo vệ răng của Doc. Ngay khoảnh khắc đó, Doc đột nhiên nhớ đến những đứa con chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Anh là trụ cột của gia đình, con bị bệnh cũng không có tiền mua thuốc, sữa hết cũng chỉ đành uống nước máy, con trai lớn thì phải đi trộm thịt hun khói, người vợ tuyệt vọng khóc không thành tiếng vì kiếm cớ sinh nhai mà anh phải chịu bao nhiêu khổ cực, thậm chí còn từng phải trở thành kẻ ăn xin. Nghĩ đến đây anh bỗng mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười mỉa mai, hoặc đó là nụ cười khổ. Cũng có thể anh đang quyết khô máu với vận mệnh. Anh từng không có gì trong tay, bây giờ anh không có lý do gì để thua nữa. Khi Doc đeo lại miếng bảo vệ răng liền sốc lại tinh thần. Đối thủ sớm đã bị khí thế của anh áp đảo. Anh ta tuy trẻ khỏe nhưng trong nháy mắt liền mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể liều mạng chịu cơn tức giận của Doc. Từng cú đấm nhanh liên tiếp như chớp, cho đến khi anh giành được chiến thắng trong trận đấu này. Võ sĩ quyền Anh tuổi trung niên lần nữa phất lên, khiến cho Doc rất nhanh trở thành nơi người dân nghèo gửi gắm tinh thần. Trong những năm tháng nghèo đói, trận đấu tiếp theo anh ấy phải đối mặt với quán quân quyền Anh thế giới. Trận đấu này vô cùng tàn khốc, anh ta từng đánh chết hai đối thủ. Nhà vô địch quyền Anh có cả danh tiếng lẫn tài năng, nhưng anh ta vô cùng kiêu ngạo. Hai cô gái xinh đẹp phía sau đã cho thấy cuộc sống hào hoa của anh ta. Vợ Doc khuyên anh đừng tham gia thi đấu, bởi vì nếu anh xảy ra chuyện gì, cô ấy không dám tưởng tượng kết cục của gia đình này sẽ như thế nào. Nhưng Doc lại nói, đây là cơ hội duy nhất có thể giúp họ thay đổi tình thế bây giờ. Hai người lần đầu tiên cãi nhau, cuối cùng Doc khăng khăng tham gia thi đấu, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ vợ anh. Lúc Doc tập luyện tinh thần cũng sa sút hơn, cho đến ngày thi đấu, anh ấy và vợ cũng không nói gì với nhau. Lúc này vợ anh còn chưa nhận ra,
so với sự tàn bạo của nhà vô địch quyền Anh thế giới. Cô ấy còn tạo cảm xúc tiêu cực cho Doc, dễ đẩy anh vào chỗ chết hơn. Trên đường đến sàn đấu, mọi người đều vẫy tay chào Doc. Lúc vợ anh đến nhà thờ, cô phát hiện mọi người đều ngồi kín cả căn phòng. Mục sư nói họ đều đang cầu nguyện cho Doc. Trong lòng tất cả mọi người, Doc là một vị anh hùng kiên cường. Trận đấu này anh ấy không chỉ chiến đấu vì gia đình, mà còn đem cả hy vọng của mọi người để chiến đấu. Thấy trận đấu sắp bắt đầu, Doc lại chán nản không có ý chí chiến đấu. Lúc này vợ anh đột nhiên đến. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu trọng trách của Doc. Anh là niềm hy vọng của mọi người, là anh hùng của con chúng ta, là quán quân trong lòng em. James Braddock, người vợ ôm chặt Doc. Trước khi tạm biệt, cô ấy còn nói sẽ chờ anh về nhà ăn tối. Cứ như vậy, Doc mang theo sự kỳ vọng của mọi người tiến vào sàn đấu. Cả khán phòng bỗng dưng yên lặng. Đây là sự tôn trọng cao nhất mà mọi người dành cho vị anh hùng này. Khi anh bước lên sàn đấu, 35.000 người bỗng đồng loại reo hò. Cảnh tượng như này trước đây chưa từng có. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Nhà vô địch quyền Anh thế giới căn bản không hề để ý đến Doc. Anh ta cười rồi nắm lấy đầu Doc. Đây là một trong những thủ đoạn anh ta thường dùng, dọa đối thủ bằng sự kiêu ngạo của mình. Nhưng rất nhanh Doc đã cho anh ta nếm mùi đau khổ. Anh ta cũng không từ thủ đoạn, bắt đầu tấn công liên tục vào xương sườn mà anh từng bị gãy. May mà hiệp đấu kết thúc, trọng tài liền tách họ ra. Đối mặt với sự khiêu khích của nhà vô địch, Doc cũng cười đáp lại, nhưng vết thương khiến anh đau đớn vô cùng. Hiệp đấu tiếp theo bắt đầu, nhà vô địch đấm hụt liên tiếp, cuối cùng anh ta lại phạm luật đấm Doc. Mọi người đều mắng chửi anh ta, nhưng anh ta lại như không nghe thấy, thậm chí còn sỉ nhục vợ Doc. Anh ta tưởng như vậy là có thể chọc vào nỗi đau của Doc, hoàn toàn không biết như vậy chỉ khiến Doc càng thêm tức giận. Ấy chiến thuật của mình đều không hiệu quả, anh ta bỗng chốc lộ bộ mặt hung ác. Anh ta phải kết thúc trận đấu trong hiệp này, liền dốc hết sức tấn công Doc. Doc ngay lập tức không trụ nổi, bị anh ta đánh chảy máu mũi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. May mà vẫn gắng gượng được, nhà vô địch tức đến nỗi không kìm chế được mà chửi thề. Anh ta chưa từng gặp đối thủ nào như này. Hiệp thi đấu tiếp theo, Doc và anh ta lao vào nhau, hai người đánh đấm điên cuồng đối phương. Nhà vô địch cũng hoàn toàn mất hết sự ngạo mạn. Đến hiệp cuối, quản lý nói với Doc, bảo anh cố gắng kéo dài thời gian né tên kia cho đến lúc hết trận, như vậy anh sẽ giành chiến thắng. Doc cả người đau nhức, nhưng lên sàn đấu anh vẫn không chịu lùi bước, tiếp tục đánh đấm với nhà vô địch. Trận đấu dường như đã đi qua giới hạn, cho dù là mục sư ở nhà thờ nghe đài hay bình luận viên nên đứng ở phía trung lập tại hiện trường, cả mọi người đều cổ vũ cho Doc. Lúc này nhà vô địch quyền Anh nhắm chuẩn thời cơ nâng cầm Doc lên, sau đó dồn hết sức đấm anh một cú. Doc bị đấm văng ra xa, tất cả mọi người đều lo lắng đứng dậy. Doc nhìn nhà vô địch quyền Anh, tầm nhìn của anh cũng mở đi. Anh nhớ lại trận đấu mà anh từng xem, đối thủ thường sẽ thừa thắng xông lên vào lúc này, nhưng cả hai võ sĩ kia đều bại trận dưới tay anh ta như vậy. Thấy anh ta đang chầm chầm tiến lại gần, Doc biết lúc này mình không thể ngã được. Thời khắc then chốt, Doc khom lưng né được cú đấm của đối thủ, sau đó thuận thế phản công liên tục. Khán giả ở khán đài đều bùng nổ cảm xúc, đồng loạt nhảy xuống đứng quanh võ đài. Bây giờ Doc và đối thủ đều đã kiệt sức, họ không so xem ai đấm nhanh và khỏe hơn, mà so xem ai có thể dựa vào ý chí giành chiến thắng cuối cùng. Rất nhanh nhà vô địch liền mất đi năng lực phản kháng, ngược lại Doc như được sống lại. Tất cả mọi người đều khó có thể tin rằng nhà vô địch thế giới lại trở thành bao cát của Doc. Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, lúc này nhà vô địch mới bảo toàn được tính mạng. Cuối cùng các trọng tài đều nhất trí, nhà vô địch quyền Anh thế giới mới chính là James Braddock. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, Doc đã giành được đỉnh cao vinh quang bằng ý chí kiên cường bất khuất. Câu chuyện của anh từng khích lệ vô số người vượt qua những năm tháng gian khổ. Sau đó Doc đã mua lại bến cảng mà anh từng làm việc, tận hưởng cuộc sống bên vợ con đến cuối đời. Cả đời anh từ không thể đến có thể, cuối cùng lại từ thất bại đến thành công. Chỉ có người từng nỗ lực mới có thể đo được khoảng cách đó. Khi chúng ta rơi vào bước đường cùng, đừng cam chịu gục ngã, hãy nỗ lực tìm kiếm hy vọng. Dù sao thì chưa từng tuyệt vọng, sao có thể biết đáng sợ là gì? Chưa từng tuyệt vọng, sao có thể vùng lên từ dưới vực sâu thẳm nhất?